Alo, alo, con nghe mày không? Rồi con nghe, bố nghe con rồi. Con hôm nay con ngoan không? Hả? Alo, con ngoan hả? Đây con đang làm gì? Con đang làm gì á? Con đang làm gì á? Alo. Ngày mai cũng có đi 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 đâu chơi không? Anh ơi, chân con bị vướng đi học vòng. Sắp cuối tuần cũng được đi chơi chơi không? Đứa nhà này ngoan lắm. Cũng Biến. mở được cái office luôn. Hôm nay đi biến hay đi chơi với Alo. tắm biến? Đúng rồi. Alo. 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 Papa. Alo. Alo. Cũng giờ này biết nghe điện thoại nha. Mua mua cho cũng một cái điện thoại nha. Mua điện thoại đồ chơi Mua nha. điện thoại rồi chơi cho cũng nha. Alo. Bà nội ơi, bà nội hôm nào mang kem chú cho cún ăn nha. Con thích ăn kem lắm á. Anh nghe bà nói chuyện điện thoại Đúng nhiều rồi. toàn là cướp giật thôi. Hàng ngày cún tay bố mẹ nói chuyện điện thoại, bà nói chuyện nhờ. Bây giờ cũng bắt chước theo á. Nó chuyện điện thoại tầm thì cho nghe thôi, rớt dãi chảy gì cái anh Giải chạy tùm lum luôn kìa. bà cứ dùng nó mày nói chuyện với cháu thế thế là dùng nói chuyện thế là nghe xong cười Alo. bỏ cái hai cái vòng ở dưới chân. Alo. Điện thoại, Alo. điện thoại hai bên à? Alo. Rồi nói thoải mái. Bên này luôn. Alo. Alo. Đến cái rồi. Nó thích cái màu đỏ cơ, nó thích chơi cái màu đỏ cơ. Alo. Dạ bố. Alo. Cho nước mắt dàn dụa này. Alo. Alo. Tới giờ đi ngủ ở nhà. Đi lên lầu ngủ nha. Mình cầm cả cái điện thoại lên nhá. Đi quay phim. Alo. Bây giờ đi ngủ rồi, mẹ cho con thích rồi đi.